Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà nhá. Mình đang đứng ở gian trưng bày hàng của Việt An. Hôm nay là có một cái máy đang xuất đi. Hôm nay chúng ta xuất con máy nào đây anh? Hôm nay mình đi qua bên này để xem cái máy của chị Thoa ở Kiên Giang. Vâng. Ở Dương Đông. Con máy này thì mấy giờ xuất đi anh? Máy này thì 10 giờ. Bây giờ là đã 9 giờ 15 rồi. Nên thời gian là rất là gấp mọi người nhá. Nên mình sẽ quay cái quá trình xuất hàng đi ra khỏi nhà máy thôi để giao cho chị ấy. Đây là máy của bên chị Thoa ở Dương Đông. Con máy này có mấy công đoạn tự động vậy anh? Mình vào đây xem. Máy này là nó có 3 công đoạn tự động. Đây là máy chiết rót muối sinh lý công suất 1.500 chai trên 1 giờ. Với cái dung tích chai này là 500ml. Còn nếu mình làm 1 lít thì nó sẽ giảm. Nó chỉ còn khoảng tầm 1.000 hoặc đến 800 thôi. Mình qua này xem từ công đoạn của nó. Vỏ chai thì như thế này. Vẫn là những vỏ chai thông thường cùng muối sinh lý thôi. Và trước khi đưa vào chúng ta vẫn phải loại bỏ những vỏ chai nỗi thế này. Đây vì móp là do ngay từ đầu đã bị thế nhé. Phải bỏ ra ngoài. Vỏ chai này sẽ được đưa trên băng tải như vậy. Do là hàng này là mình đang chuẩn bị trong quá trình mình xuất hàng. Cho nên là cái video chạy thử của sản phẩm thì mình sẽ demo sau. Mình có thể giới thiệu qua về sản phẩm này thôi. Đây là công đoạn đầu tiên đưa băng tải này. Xong sau đó thì đến hệ thống là đây trắng rửa. Hệ thống đầu tiên là trắng rửa tự động với 10 đầu trắng. Đây là đầu trắng của nó này. Đầu trắng này anh phải nhập khẩu từ bên Hàn Quốc về đấy. Cái đầu này toàn bộ bằng đồng đấy. Xung quanh này mình làm bằng inox 304 ấy. Nước muối sinh lý sẽ được trước khi được chiết rót thì nó cái chai nước muối sẽ được tráng rửa ở đây bằng cái nước RO có lẫn ozone để diệt khuẩn. Sau đó nó được băng tải này đẩy vào. Đây là công đoạn 1 tự động này. Đây em ạ, cái công đoạn thứ hai là chai nước đưa vào đây. Mình sẽ đến công đoạn chiết rót tự động. Hệ thống chiết rót này thì mình đang update cái công nghệ mới nhất của Ý về Việt Nam. Cái công nghệ này thì hiện tại là chỉ có Việt An mình có thôi. Và mình đang độc quyền trong khu vực ASEAN. Thế nên là những cái mâm, cái thiết bị này là mình đang được sản xuất bằng hệ thống CNC tự động. Hệ thống này thì mình nhập đến hàng chục tỷ để mình chỉ có làm một cái mâm như thế. Cho nên chất lượng này là chính xác tuyệt đối. Đến từng cái khe rãnh em xem này. Từng cái gò này, toàn bộ hệ thống làm hết này. Em sờ thôi. Đây em sờ. Em nhìn em lại tưởng là hàng mình nhập khẩu toàn bộ. Hóa ra là mình sản xuất hết này anh. Những cái sản phẩm này là mình sản xuất hoàn toàn tại nhà máy. Nó sản xuất bằng hệ thống CNC mà mình nhập ở bên nước ngoài về. Là hệ thống này nhập của Đức. Hệ thống này bên nhà máy đầu tư đến hàng chục tỷ đấy. Thì em nhìn những cái gờ nhỏ thì thôi, trông chi tiết này rất khó làm nhé. Ở xưởng ngoài họ không làm được đâu. Cái gờ này người ta nhìn người ta không hiểu nó để làm gì. Nhưng thực ra là cái này nó bổ trợ cho việc xoay nắp. Đưa cái nắp chai vào này, khi nó xoay nó sẽ đè xuống. Nó chỉ có thể cho cái chai xoay theo một chiều thôi. Cho nên là khi mà cái nắp nhọn này nó là nắp đặc biệt. Nó đưa từ đây này, vào này. Và nó muốn xoáy được chặt nó phải có cái gờ đấy để làm. Cho nên là từng chi tiết nhỏ thế này là được có ý người ta nghiên cứu rất là kỹ lưỡng. Sau đó người ta mới có cái hướng xử lý như thế. Đây là thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam và ASEAN mình đấy. Toàn bộ những cái khu trục này là cả tấm inox nguyên khối hết. Inox dày dặn chắc chắn là đây là 304 đấy. Từ hệ thống van này là mình cũng đang nhập khẩu từ châu Âu về. Hệ thống van chiết vòi chiết. Đấy, đây là phần chiết, phần thứ hai là chiết rót tự động. Còn cuối cùng là đóng nắp tự động mới là hay cơ. Mình qua đây xem nhá. Em xem này, cái hệ thống hay nhất của nó là hệ thống xoáy lắp vào. Hệ thống này mình đang thiết kế là hệ thống máy rung riêng cho trường hợp tóc nhọn như thế này.
để đảm bảo 100% cái lắp này không bị ngược và nó được rung xuống phía dưới này, nó đảm bảo là không bị sót lắp, không bị hỏng lắp, không bị ngược lắp. Cho nên hầu như những thanh dẫn ở trên này bên mình làm không hề có cái chỗ mà để nhấc lắp nỗi ra. Đấy là vì cái độ chính xác tuyệt đối của hệ thống này. Khi nó rung, nó đưa vào trong này thì nắp sẽ được đến cái vị trí mà nó cần phải đóng ở đây. Đây là vị trí cần đóng nắp. Cái đầu này này là mình đang update cái công nghệ của hãng Glory của Ý, từ cái phần thanh dẫn trên xuống. Đấy. Cho đến cái hệ thống mà nhá lắp này, nhá lắp này, nó đều được điều khiển bằng cái mắt thần này hết. Mắt thần đây này em, đây là mắt thần. Cái mắt thần này thì khi một cái chai này đi qua, một vật đi qua, nó sẽ đồng thời nó nhả ra để nó giúp cho hệ thống xoáy lắp này tự động đẩy xuống và xoáy được cái lắp. Lắp chai thành phẩm khi mà đưa ra ngoài rồi thì nó sẽ đảm bảo về hai vấn đề. Thứ nhất là mỹ thuật, là không bị nắp bị hỏng, không vẹo. Thứ hai là vấn đề liên quan đến cái lực của nó. Cái lực của nó cũng ở từng chai một, nó sẽ cân bằng nhau. Cho nên là không có chuyện là chai nắp bị nỏng, nắp bị chặt cả. Nó đều tăm tắp. Qua đến vị trí này là vị trí cuối cùng. Khi chai đến đây thì nó sẽ một cái thanh này gạt, nó sẽ gạt tự động. Khi mà xoáy lắp xong thì chai sẽ đi qua đến vị trí này. Vị trí này thì chai đang đứng ở đây thì nó nhờ cái thống thanh gạt con năn này nó sẽ đẩy tạch cái chai vào đây. Nó không làm như kiểu ngày xưa là mình dùng một cái máy mình đẩy ra nữa, để thế như thế thì cái xác suất làm chai này bị đổ nó cao hơn. Cái con năn này nó rất nhẹ nhàng đưa ra thôi. Em nhìn lên từ đây nhé, đi vào đây nhé. Đấy. Đấy. Chút nữa mình sẽ xem cái phần này khi mà mình chạy tự động có tải. Và đây là ba công đoạn tự động hoàn toàn của nó đấy. Khi mà ra ngoài này thì chúng ta hết công đoạn tự động rồi, chúng ta lại phải đóng thùng, đóng chai thủ công thôi. Và với khách hàng này người ta đầu tư theo cái tư vấn của bên anh. Thế là mình có hàng đến đâu mình làm đến đấy. Nên hiện tại là người ta làm với suy nghĩ người ta chỉ có tiền đầu tư 3 công đoạn này thôi. Khi nào có tiền lời từ cái sản phẩm đấy, từ cái chai nước muối này, thì người ta bắt đầu người ta quay vòng đầu tư tiếp công đoạn thứ 4, thứ 5, thứ 6. Có thể là đóng hộp tự động này, đóng nốc tự động này, hoặc là các công đoạn như co màng hoặc là dán nhãn tự động này, nhiều lắm. Và khi nào đầy đủ 12 công đoạn thì nó gọi là một ship đầy đủ. Lúc đó sẽ không có nhân công. Khi mà mở rộng công suất thì mình có phải thay thế toàn bộ không, hay là mình chỉ cần mua các thiết bị mới thôi anh? Mình chỉ lối thêm thôi. Em toàn bộ hệ thống như thế này nhá. Nhưng anh phải nói trước, câu hỏi này của em rất là hay. Bởi vì toàn bộ hệ thống này là bên mình đã mua cái bản quyền của hãng Glory của Ý rồi. Cho nên là từ băng tải này cho đến hệ thống khung các thứ là nó có bản thiết kế chi tiết. Cho nên là khi mà em mua cái công đoạn thứ 4, thứ 5, thứ 6 và em chỉ lối ra thôi, trên băng tải thôi. Nó có những khớp nối như thế này này. Đây anh, ví dụ trên khớp nối này. Khớp nối băng tải ta chỉ xoáy con ốc này ra, ta ghép nó lại. Từng lắc một. Thế là ba công đoạn của nó đã xong rồi đấy. Em còn có câu hỏi gì không? Anh ơi, thế thì em muốn hỏi là cái sản phẩm này nó có khác gì so với những cái sản phẩm trước mà chúng ta đã sản xuất trước đây không ạ? Có chứ. Năm 2022 này mình update công nghệ mới của Ý về. Công nghệ mới của nó thì đầu đặc biệt nhất của nó anh muốn giới thiệu là chỗ này em ạ. Đây. Mọi người nhìn cái tủ điện này thì mọi người thấy khá đơn giản. Nhưng đây là cái tủ mà độc nhất Việt Nam luôn. Em nhìn kia xem này. Em xem cái mối này đẹp chưa? Mối hàn đều tăm tắp này. Không lệch một gem. Cái này thợ hàn là phải giỏi lắm anh nhỉ? Đây em nhìn này. Em nhìn cái khe đây này. Đây này. Đấy. Đây nhìn khe này. Toàn bộ tủ này mình làm bằng inox 374. Thấy không, thấy mấy hàn của nó đẹp không? Nhìn kỹ xem họ hàn kiểu gì mà hay đấy. Ừ.
chút nữa mình sẽ nói cho các bạn biết về cái muối Hàn này nhé. Nhưng mà cái thủ điện này thì hiện tại là mình đã tự sản xuất được, mình làm chứ không đặt bên ngoài, do là hai vấn đề. Thứ nhất là chất lượng của hàng hóa nhập bên ngoài mình thấy nó không đảm bảo lắm, nhất là thời điểm bây giờ người ta hay dùng tủ sơn tĩnh điện ấy. Thứ hai nữa là cái mỹ thuật của sản phẩm nó không được đẹp, nên phía này của mình là công ty phải tự làm. Và tất cả hệ thống này ấy, em nhìn như thế này này, chút mình sang mình xem, có một cái máy CNC bên công ty nhập về là nó tự làm hết. Đây là hệ thống tủ điện làm tự động. Tất cả những cái chỗ này là mình thấy là không phải mới Hàn đâu, đây là những cái một cái máy CNC nó tự cắt tự gấp đấy. Ở trong này tủ điện của hệ thống này có cái hay là từ hệ thống điều khiển của nó thôi. Đây nhá, anh giới thiệu cho em cái công nghệ mới nhất của nó là của cái máy này đấy, chính là cái tủ điện này. Hiện tại là tủ điện này mình đang làm là nó bằng inox 304, và em nhìn mới Hàn hết. Đấy, qua đây nhìn. Em nhìn từng cái hàn nó đều tăm tắp, nó cân nhau từng tí một này. Đây, 3 điểm này nhá. 1, 2, 3 này. Đây, đây. Nó giống hàn tự động không? Đúng hàn tự động không? Tạo hàn nhà mình siêu thế. Hôm trước ấy, anh bảo với công hàn 6G ra, bảo là hàn thế này đặt xong đẹp không, nó khen, nó bảo ai hàn mà đẹp thế. Không, em nhìn kỹ xong đúng hàn không, nó nhìn một lúc sau thì nó bảo là hình như hàn tự động anh ạ. Anh mới cười, anh mới bảo là ra bên kia kìa xem cái máy CNC tự động. Cái tủ này nó đều được máy CNC này nó cắt sau đó tự gấp, gấp xong là ra đấy, chứ dùng mối hàn thì rất là ít, chỉ có đính lên là hàn thôi. Cho nên là ở cái trường hợp mình đầu tư công nghệ mới nhất của năm 2022 ấy, là nó tốn nhiều chi phí nhưng được lợi cho khách hàng ở chỗ là chất lượng sản phẩm nó cao hơn và nó đảm bảo hơn nhiều so với cả hàng ngoài thị trường. Thứ hai nữa là mình chủ động sản xuất thế này, mình đảm bảo vật liệu inox 304 thế này khi mình làm ra ở trong tủ điện đây. Phần trong này của nó thì ngay cả linh kiện điện mình đăng nhập là như của hãng Mitsubishi này này. Là đây là hệ thống PLC điều khiển toàn bộ hệ thống để nó cho nó chạy bằng một nút bấm. Một nút bấm thôi là được. Đây là cái vấn đề cốt lõi của sản phẩm. Còn lại thì hệ thống của mình ấy, nó còn có rất nhiều cái mới nữa. Ví dụ như hệ thống thanh dẫn chẳng hạn. Thanh dẫn hướng này anh vừa giới thiệu rồi. Nó có thiết kế rất đặc biệt và được cái hãng Glory nó update riêng cho mình theo bản quyền của mình, nên không trùng với cả ai cả. Và hệ thống mâm này cũng thế. Hệ thống van này cũng vậy. Nói chung nhiều lắm, không tả hết được, chỉ nốt cho em như vậy thôi.